Thì gà có một cái group Discord cho mấy anh em chơi Diablo 2, Diablo 3, Diablo 4. Cái group Discord gà thì đã được rất là nhiều anh em ở trong group boost nó lên cái level 3. Gà có mấy cái room để anh em buôn bán trao đổi đồ trong đó, và có mấy cái room để anh em có thể xin xỏ đồ. Thì nếu anh em là newbie hay là anh em là những người mà đang chơi Diablo 2 mà chưa có người chơi cùng thì anh em có thể join vào group của gà ha. Thì bản điểm nó thì nâng vừa đủ đeo đồ nha anh em. Death thì gà nâng cho nó lên cái trên trong block này 50%, còn như gà sẽ dồn cho hết cái vitality. Rồi skill thì bản skill á thì anh em sẽ cố gắng, nếu mà có điểm anh em sẽ nâng mát hai cái này, rồi mát cái này. Rồi mình qua bên shifting cái bảng shop shifting á thì anh em sẽ nâng mát cái này, mát cái này, và nâng cái này lên tầng khoảng mười mấy hai chục điểm gì đó. Nhìn cái bay gà đem 7 điểm nhưng mà được cộng thêm nhờ mấy cái skill ở ngoài đó, đồ đạt rồi đó. Rồi còn điểm thì anh em cứ nâng hết vào cái này cũng được, hay là nâng mát cái này còn nhiều bao nhiêu điểm anh em nâng vô cái này cũng được đó. Thì thôi, về tâm thì gà sẽ cho nó đeo cái gà sẽ cho nó cầm cái cây destruction nón Lickering Flame, di chuyển hai lọt khiên Phoenix và Gold Rider, một cái nhẫn Carrion Wind, rồi một cái unit Vampire Fan, rồi một cái Reinforce, cái găng tay Lava Good, áo Enma. Đây là mấy cái sắp xin skill, một cái Fascinder và mấy cái Monja Odyssey. Anh em có thể cho nó đeo mấy cái Fascinder cũng được, tại vì nó đeo cái Fascinder thì nó sẽ bị trừ kháng đó. Gani, một cái Torch. Rồi bên đây anh em sẽ đeo cái CTI và một cái Spirit vậy thôi. Để thì vẫn là Infinity, Huy Tiêu với lại Andario. Giờ gà sẽ vô test game đây cho anh em xem. Thì với cái form mà biến thành sói thế này thì anh em sẽ thấy chúng ta sẽ có thời gian là 560 giây. Đó, gà sẽ đợi đây. Núi lửa. Rồi, bỏ núi lửa. Chặt thôi. Đó, chúng ta sẽ chặt hút máu. Còn cái này là đánh lan. Cái này đi anh em đi B1 sẽ rất là vui nha. Gà chưa test mấy cái B8, chắc B8 nó cũng hơi chậm, tại đánh B1 nó vậy thì B8 nó cũng chắc cũng không có nhanh đâu. Khi nào mà anh em vô thấy mà B1 mà nó khủng khiếp á thì cái đó mới đi B8 mới ngon được. Vô B1 cứ làm cái lia thì cái đó mới đáng sợ. Em thấy nó đập ghê không? Nó đập nó đẻ ra mấy cái núi lửa tà le hết. Đủ hơi ứng đa số thì toàn là lửa thôi.
Nó dày luôn. Nó này thấy tán kinh khủng không? Lâu lâu phải bút cái CT lại cho nó nha. Đâu thua gì màu sắc đâu hả anh em. Skill cũng sáng trời luôn. Ok, cho gà xin 30 giây để quảng cáo nha. Nếu anh em không có thời gian để anh em leveling cho con nhân vật của mình, đang tìm mua đồ, mua item trong game mà không biết liên hệ ai, thì anh em có thể liên hệ với bên gà nha. Rồi nếu anh em nào đang phân vân mà không biết mua Diablo 4 ở đâu thì cũng có thể liên hệ với gà. Gà sẽ giúp anh em mua cái game Diablo 4. Cảm ơn anh em. Tốc độ tele của nó có vẻ hơi chậm một chút nha anh em. Tại vì beta cut rate của nó không được cao đâu. Tốc độ di chuyển của nó rất là cao. Anh thấy di chuyển đủ thua gì thằng Asin đâu. Rồi, kết hợp giữa hai chiêu luôn nha anh em. Nó vừa đánh để nó xích cái hồi máu, cái tốc độ đánh cho lên cao. Rồi nó đánh lan, một cái là đánh lan.
Vẫn ngán nhất cái tụi này thì nó có cái búp đó, khá là nguy hiểm nha. Anh em phải cẩn thận. Ok, gà sẽ búp cho em nó lần cuối trước khi vô đến đài luôn để nó có cái start luôn. Càng nhiều start càng tốt. Ok, coronet. Đây, giờ gà sẽ vô tán con bot đài luôn cho anh em xem. Đấy, không kịp thở luôn. Ok, thì đó tất cả những gì mà gà muốn chia sẻ với anh em về cái build sói quanh lửa hồng. Nếu anh em có thắc mắc ý kiến hay đóng góp gì đó cho cái build này nó mạnh hơn thì anh em có thể giúp gà comment phía bên dưới nha. Nếu anh em là người mới tới channel thì đừng quên bỏ lại một like, một subscribe và bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào gặp lên trong tương lai. Nếu muốn support channel của gà thì có phần thông tin donate nó nằm phía bên góc trái màn hình. Cũng cảm ơn tất cả các anh em đã donate support cho channel trong thời gian vừa qua như là anh Theo Hình, em Mario, Hưng, Tuấn Trần 13, Misu và em